Nam mô tass bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tass bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tass bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu buổi học thì có một vấn đề mà sư nghĩ là sư cần phải nhắc nhở, đó là hôm rồi đó, khi mà sư xem lại cái bài giảng thì có một cái vấn đề một số vị khi mà nghe có thể các vị đó hiểu lầm. Đó là gì? Đó là sư nói đó, một vị dù cho vị đó giới hạnh trong sạch, tu hành tinh tấn, giữ gìn chánh niệm, nhưng mà khi cái cận tử nghiệp tới đó, mà đó là cận tử nghiệp bất thiện, thì vị ấy vẫn có khả năng đi xuống. Sư nói để sư nhắc nhở quý vị như thế này, ở đây chỉ là có khả năng thôi, bởi vì cái quả của quá khứ chúng ta không có giải quyết được. Nhưng mà đó, cái vị tu hành tinh tấn á, mà giữ gìn chánh niệm á, vị ấy có cách giải quyết. Có cách giải quyết để chuyển hóa cái cận tử nghiệp bất thiện đó, để vị ấy có cách ha? Chứ không phải như phàm phu chúng ta mà gặp cái cận tử nghiệp bất thiện là chúng ta cầm cái vé đi xuống. Và cái cách của vị đó phải làm như thế nào đó, nó sẽ nằm ở trong cái phần các lậu hoặc được đoạn trừ nhờ vào sự tu tập. Đấy. Sự nói trước bởi vì chờ đến cái đoạn đó thì nó cũng hơi lâu, mất vài buổi nữa. Mà bây giờ nếu không nói đó thì một số vị khi mà nghe có thể sẽ hiểu sai. Chúng ta quay trở lại bài học. Bữa học trước chúng ta đã học đến cái việc là phòng hộ đối với mắt. Nói như thế này nè thưa quý vị, ở trong chú giải đó thì chỉ dừng lại ở cái đoạn chú giải nói về việc phòng hộ mắt. Còn cái việc phòng hộ đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân, đối với ý được xem như là áp dụng cái phương pháp tương tự. Và thông thường đó, các vị giảng sư, các vị pháp sư cũng tóm được gọn cái đó và bỏ qua. Chỉ đơn giản là quý vị chỉ đem cái phương pháp phòng hộ mắt áp dụng cho các căn còn lại là đủ rồi. Nhưng mà ở đây sư xin nói sâu hơn một tí xíu. Bởi vì sao? Bởi vì đó, mỗi người trong số chúng ta phải biết được cái nhược điểm của mình. Để chi? Để chúng ta có phương pháp chúng ta xử lý nó. Có những người đó, con mắt họ đó không phải nhược điểm của họ, nhưng mà cái âm thanh, cái lỗ tai nó lại là nhược điểm. Có những người á, con mắt và lỗ tai nó không phải nhược điểm của họ, nhưng mà cái mùi hương nó lại là nhược điểm. Cho nên sư nghĩ là đối với sáu căn thì cũng cần phải nhắc tới. Để chi? Để quý vị có sự nhắc nhở. Biết đâu trong sáu căn đó có một căn nó là nhược điểm của mình, và mình cần tập trung, cần nhấn mạnh để giải quyết cái vấn đề đó. Chúng ta tiếp theo đó, cái đoạn là sống phòng hộ với sự phòng hộ tai. Thế nào là sự phòng hộ tai? Thưa quý vị đó, bình thường cặp mắt của chúng ta đó, cái gì chúng ta không muốn thấy chúng ta có thể nhắm được. Nhưng mà cái tai đó nó là bị động. Chúng ta không thể nào mình chủ động mình không nghe. Nhưng mà nó có những phương pháp. Thường thì mắt và tai là hai cái căn chúng ta xài nhiều nhất. Và thường hai cái căn này nó dính dáng nhiều với nhau. Đối với hàng cư sĩ đó, ở đây có một vài vấn đề nó liên quan vừa mắt vừa tai mà sư thiết nghĩ rằng chúng ta có thể hoàn toàn giải quyết
khi mà chúng ta có cái sự bảo hộ, có sự phòng hộ đối với cả mắt lẫn tai. Xin lấy ví dụ như quý vị nên cẩn thận khi mà chúng ta xem bất kỳ một cái clip nào ở trên mạng. Ở trên mạng bây giờ nó có nhiều clip lắm. Mà chúng ta khi chúng ta xem những cái đoạn đó đó, chúng ta dẫn lửa thiêu thân và dẫn lửa thiêu luôn cả gia đình chúng ta mà chúng ta không biết. Ví dụ như có một vài chị em phụ nữ thích coi mấy cái clip mà đánh ghen ấy. Rồi khi mà coi, cái vấn đề nằm ở đâu? Coi thì mình coi bằng mắt và mình nghe bằng tai. Khi chúng ta xem như vậy, nó nảy sinh cái gì? Đồng tình với cái người vợ ở trong đó, ghét bỏ cái người thứ ba và bắt đầu liên hệ cái anh chồng đó với anh chồng của mình. Rồi tới hồi mình đem cái đó đưa cho ổng, nói nè anh coi nè, thấy chưa, thấy chưa, người ta đánh ghen đó, thấy chưa. Rồi anh chồng anh nói là thì thôi chuyện của người ta, đem để qua một bên đi, ngó làm chi. Thì mấy bà mấy cô lại nói là anh cũng có hơn gì. Hồi năm ngoái đó tôi mà không kéo anh về là giờ này chắc anh cũng chết bờ chết bụi ở chỗ nào rồi. Rồi bà nói cái gì? Thế là vợ chồng cãi vã nhau bất hòa vì cái chuyện của thiên hạ. Và xin thưa cái này xảy ra rất là nhiều, vì cái chuyện của người ta. Mình xem những cái đoạn clip nào đó ở trên mạng đó, đem lửa về thiêu đốt cả gia đình. Từ đâu? Khi chúng ta xem một cái đoạn clip nào đó, chúng ta xem bằng mắt, chúng ta nghe bằng tai, là chúng ta cộng nghiệp với họ. Ngay cả những cái chuyện như quý vị xem những cái video mang cái tính chất là chiến tranh, hơi hướng đâm chém nhau, mình cứ nghĩ là mình coi cái đó chắc không có vấn đề gì đâu. Hoặc là chúng ta coi những cái video câu cá, những video đánh bắt cá, những video đi săn, mình coi chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nên nhớ, cái gì chúng ta nhìn bằng mắt, chúng ta nghe bằng tai thì nó sẽ thiêu đốt cặp mắt và thiêu đốt lỗ tai của chúng ta. Chúng ta cộng nghiệp vào đó, chúng ta không biết. Cho nên có những cái đó chúng ta cần phải được giải quyết bằng việc phòng hộ đối với mắt và tai. Người ta thường hay nói đó, đàn ông thì yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng lỗ tai. Nhưng mà sư nghĩ là dù là mắt hay là tai, đàn ông hay đàn bà, thì mỗi người đều có cái nhược như nhau hết. Quan trọng là đối với ai, cái nhược điểm của họ nó nhiều hơn. Và có lẽ là đối với đàn ông ấy, cái nhược của họ ở cặp mắt nó nhiều. Bởi vì khi họ nhìn các cái sắc hợp ý, ví dụ như nhìn những cái cô gái đẹp, và họ bị đầu độc bởi cái suy nghĩ không có đúng, mà chúng ta gọi là ayoniso manasikara, tức là suy tư không hợp lý. Đó là gì? Đàn ông nhìn gái có sao đâu. Bản chất rồi, thấy bản chất, thấy cái đẹp là có quyền nhìn thôi, nhìn có sao đâu. Chúng ta không biết, đó là cái nhược của chúng ta. Chúng ta chết hồi nào không hay. Đấy, nó thiêu đốt cặp mắt của chúng ta. Rồi cho đến phụ nữ, thường á quý vị, sau hôn nhân nó không còn những cái sự hồi hộp, nó không còn những cái sự kích thích ban đầu của những đôi lứa yêu nhau nữa. Mà người ta nói là hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Người ta chỉ có 5 năm đầu là cái thời kỳ hạnh phúc thôi. 5 năm sau là người ta sống với nhau không còn bằng tình yêu, mà sống với nhau bằng trách nhiệm. Có con thì họ chỉ ràng buộc với nhau bằng đứa con thôi. Và có khi á, đàn ông thì họ chỉ dẻo miệng khi nào mà còn yêu nhau thôi. Cưới nhau về ít khi nào họ nói ngọt. Và lúc đó thường thì chúng ta nói bằng những cái ngôn ngữ cục cằn thô lỗ với nhau là nhiều. Rồi sau đó phụ nữ khi đi ra ngoài, nghe những cái lời ong tiếng ve, người này khen, người kia nịnh, thì mới biết thấy là trời ơi, thì ra mình ở ngoài mình cũng còn có giá chứ hả? Cũng có người nịnh mình.
Rồi sau những cái buổi mà cãi vã với ông chồng, đi ra ngoài đi làm, có những người quan tâm chăm sóc, giờ nghỉ trưa họ cho mình ly trà sữa, rồi hỏi han. Mặc dù là mình không có thuận theo họ, nhưng mà ít nhất mình cũng không phản đối. Đấy. Và từ từ nó dẫn mình đi đến cái chuyện là mình ngoại tình hồi nào mình không hay. Chỉ cần một cái mồi lửa thôi, hôm nào ông chồng ổng đánh mình một cái, hôm nào ông chồng ổng chửi mình, ổng đuổi mình ra đường một cái, nó chỉ cần một cái mồi dẫn lửa thôi. Đấy. Cho nên nhớ, khi chúng ta không có sự phòng hộ đối với lỗ tai đó, chúng ta bị thiêu đốt. Mà cái thiêu đốt của cái dục đó quý vị, trong kinh Tăng Chi mô tả là cái thiêu đốt của dục á, nó âm ỉ, nó mang tính chất âm ỉ, chứ nó không phải nó dữ dội như cái sân. Cái tham dục nó mang tính chất âm ỉ và nó đốt từ từ, và chúng ta nuôi dưỡng nó bằng cái sự suy tư không hợp lý. Đó là gì? Người ta khen mình có sao đâu, ta nịnh mình có sao đâu, mình đẹp mà, tôi đẹp tôi có quyền chứ. Đấy. Và chúng ta chết thôi nào chúng ta không hay. Rồi cho đến có nhiều người đó, họ nói là tôi bị lừa. Bị lừa không biết gặp nó nói như thế nào đó, mà móc sạch tiền bạc, nhẫn dây chuyền vàng bạc trên người đem cho nó hết. Sư biết có một người mà chuyên gia lừa đảo cái kiểu này. Họ chia sẻ một cái bí mật trong nghề. Đó là gì? Thực tế đối với cá nhân họ nha, người khác sư không biết, nhưng mà với cá nhân họ, không có cái bùa, gọi là cái bùa nói nào ở đây hết trơn ấy, mà họ chỉ bằng cái sự dẻo miệng thôi. Họ tấn công vào những cái nhược điểm của cái đối tượng mà nghe đó. Họ biết cái nhược điểm, biết cái tâm lý của họ, họ dẫn dắt cái theo cái tâm lý, và dẫn dắt vào những cái việc thầm kín mà họ không dám khai. Ví dụ như họ tham cái này, thì họ sẽ dẫn dắt vào cái điểm tham đó, đánh vào cái nhược điểm đó. Và trong cái giây phút lòng tham khởi lên, họ móc sạch tiền bạc, móc sạch vàng dòng, họ đem cho người ta, nhưng về không dám nói. Tại nói ra không lẽ nói, tại lúc đó tôi mê trai, hoặc tại lúc đó tôi mê gái, hoặc tại lúc đó tôi ham tiền, đâu có dám nói. Chỉ nói là tôi không biết họ nói cái gì đó, chắc họ bỏ bù mê tôi hay sao mà tôi gom sạch tiền bạc tôi cho. Cái đó rất là nhiều. Còn những người thật sự họ có xài bùa, có lẽ là có lẽ thôi ha, có lẽ có, nhưng không nhiều. Số đó không nhiều. Cái số nhiều ở đây đó là có những tay đó dẻo miệng, và họ tấn công bằng những cái đòn tâm lý. Mình chết thôi nào mình không biết. Có những người đi coi đất, họ nghe cái thông tin chợ giá rẻ, đất nhiều mà giá rẻ, người ta chở mình đi tới nơi. Những cái tay mà mua bán marketing á, cái miệng họ nói rất là giỏi, nghe rất là dẻo, rất là ngọt. Tới nơi ha, coi cái đất đó, không thích thì đi bộ về. Đấy. Và họ cho mình tới, họ nói, một hồi mình nghe mình bùi lỗ tai đó. Không, lúc đó là mình không quan tâm tới cái gì, đất có quy hoạch hay không, giấy tờ có tranh chấp hay không, đất đó có lên thổ cư được hay không, mình không để ý. Mình nghe họ hót cho bùi lỗ tai, cái này anh chị đầu tư vô đi, thầy mấy sư đầu tư vô đi, 5-10 năm sau giá đất nó lên là mình tha hồ hút bạc. Mình nghe mình ham, họ đánh vô cái lòng tham của mình ấy, mình không biết. Rất nhiều người họ đặt cọc, chốt tiền vào đó, mất tiền. Rồi nói mình bị dụ, nói mình bị họ chơi cái bùa mê thật sự. Do chúng ta không có sự phòng hộ đối với lỗ tai. Cho nên dù đời hay đạo, khi mà cái lỗ tai chúng ta không được phòng hộ, chúng ta chết nhiều hơn sống. Cái lý do mà Đức Phật chế ra một cái điều luật đối với hàng tu sĩ đó là gì? Một vị tỳ kheo không được phép ngồi riêng một mình tiếp chuyện với phụ nữ.
Cho nên là một số vị khi mà nói chuyện với sư thì sư lúc nào cũng kêu là kêu thêm một người nữa vô. Đấy, tại sao vậy? Nó có nhiều cái lợi. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương một pháp, Đức Phật nói không có một cái hình ảnh nào nó hấp dẫn người đàn ông hơn hình ảnh người đàn bà. Không có một âm thanh nào hấp dẫn người đàn ông hơn âm thanh người đàn bà. Tương tự đối với các cái giác quan còn lại. Ngược lại, không có một cái hình ảnh nào nó hấp dẫn người đàn bà hơn hình ảnh người đàn ông. Không có cái âm thanh nào hấp dẫn người đàn bà hơn là âm thanh người đàn ông. Tương tự với các căn còn lại. Cho nên khi mà nam nữ ở riêng với nhau thì thế nào cũng có đủ thứ chuyện phát sinh. Đấy. Mà đó, khi có người thứ ba đó, là cái chuyện này nó sẽ giảm nhiều lắm. Sư nói nếu như mà quý vị, nhất là mấy bà mấy cô gọi điện cho sư mà biết sư mở loa ngoài và biết sư ở cái nơi mà những người ở xung quanh có thể nghe, sư tin là quý vị nói chuyện nó khác nhiều lắm. Và thật sự như vậy, không, những lần mà quý vị mà gọi điện cho sư á, sư luôn mở loa ngoài không à, sư không có để sát lỗ tai đâu, ai biết quý vị nói cái gì. Hơn nữa đó, mở loa ngoài đó, lỡ có cái gì đó, xung quanh họ làm chứng giùm. Sư từng gặp cái trường hợp như thế này. Cái tin nhắn mà cá nhân của sư đó, có một cô, cô giả vờ là cô nhắn tin nhầm, mà thật sự mình không biết là thật sự cô có ý hay không. Cô gửi cái ảnh cho sư. Sư ngay lập tức sư chỉ làm đúng một chuyện thôi, nhấn chặn, không có giải thích, không có nói năng, không có gì hết. Hình như là sau đó cổ nói là con xin lỗi, con gửi nhầm qua cho bác sĩ, con gửi nhầm qua nít sư, con xin lỗi sư. Không có xin lỗi gì ở đây hết, không có xin lỗi gì ở đây hết. Đấy, cho nên đời tu sĩ có nhiều lúc nó nguy hiểm lắm. Thành ra sau này sư tạo một cái tài khoản công khai, bao gồm luôn cả phần tin nhắn. Cái phần tin nhắn của sư đó, có một số người sư mời vào với cái vai trò là giúp đỡ, thì khi người khác nhắn tin cho sư là họ cũng đọc được luôn. Và khi mình công khai như vậy đó, bảo vệ cả hai phía. Thứ nhất, bảo vệ mình, người ta có cái gì là có người làm chứng. Cái thứ hai, cũng bảo vệ mình với người ta, mình không có nhắn cái gì tầm bậy tầm bạ. Lỡ hôm nào đó cái dục ái nó khởi lên là mình muốn nói chuyện tỉ tê với cô nào người ta biết. Đấy, cho nên cái hình ảnh và cái âm thanh đó, nó là cái nhược của chúng ta mà chúng ta không để ý đâu. Và ở trong khi, trong cái sự thu thúc á, nó còn có cái là thu thúc trong cái giới bổn, tức là trong cái luật. Tức là gì? Trong luật á, Đức Phật đề nghị các vị tỳ kheo đó là khi mà vào ở trong xóm làng, chúng ta nên nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ. Nhưng mà cái nhỏ nhẹ ở đây nó nằm trong phạm vi gì? Giả sử như sư nói ở đây nè, cái người ngồi ở cuối phòng á, họ có thể nghe được. Nhưng mà cái người mà nằm ngồi ở bên ngoài phòng, ở bên ngoài cái văn phòng này, họ vẫn nghe là mình có nói chuyện, nhưng mà họ không nghe rõ lắm mình nói cái gì. Tức là mình nói nó nhỏ nhẹ vừa thôi, nhưng mà nó không có quá nhỏ. Tại vì có trường hợp vị tỳ kheo á, như thế này nè, gặp người đi ngang qua, vị hai đang nói chuyện với cái cô phụ nữ này ha. Gặp có người đi ngang qua hỏi nói chuyện bình thường, dạo này giữ giới sao rồi, đó rồi hành thiền có tốt hay không. Đấy, rồi sống rồi có lương thiện, có sống đúng chánh mạng như lời dạy của Thế Tôn hay không. Nhưng mà cái người thứ ba mà đi ngang qua rồi đó, nó nhỏ mình lỗ tai, sao dạo này chồng có thương không, rồi chồng nó có gần gũi đều đặn không, kiểu đó đó.
trong tạng luật. Đấy. Và chính vì để ngăn ngừa cái sự đó, Đức Phật mới chế ra hai cái giới luật. Thứ nhất là không có nói chuyện mà thầm kín, mà nó nhỏ tới cái mức mà người thứ ba không nghe được. Cái thứ hai là không có nói chuyện riêng với người nữ. Và đương nhiên thì đối với các cô thì cái giới nó tương tự như vậy, thành ra phải cẩn thận, rất là cẩn thận. Ở trong Tăng Chi đó, Đức Phật dạy khi ngay cả khi chúng ta mà tụng kinh á, tụng kinh mà thuyết pháp á, kỵ nhất là chúng ta nói với cái giọng mà ngân nga kéo dài, cái kiểu mà ca hát hò vè. Sư nói cái này có lẽ là nó đụng chạm nhiều người, nhưng mà bây giờ mình giảng kinh mình phải nói thiệt, cái này Phật nói chứ không phải là tự mình nói. Tức là khi mà chúng ta giảng hoặc là chúng ta tụng á, mà cái kiểu mà ngân nga như là hát ca hát vậy đó, nó có rất nhiều những cái tai hại. Bởi vì sao? Khi chúng ta ngân nga như vậy á, cái lỗ tai chúng ta không được phòng hộ ha? Thì người cư sĩ đó, họ sẽ phê bình. Đầu tiên á, cái hại đầu tiên đó là gì? Mình say đắm trong cái giọng ca đó, say đắm trong cái âm thanh đó, mình mê mà mình. Quý vị thử quý vị nghe, ngay cả, xin lỗi, ngay cả nhạc đạo mình ấy, mình nghe thì có đôi khi là mình chạy theo cái âm điệu nó nhiều hơn là chạy theo cái nội dung. Có bao giờ quý vị nghe, xin lỗi, nghe nhạc đạo mà quý vị để ý tới nội dung nhiều hơn là âm điệu không? Thường mình nghe một thời gian, bắt đầu là mình để ý cái âm điệu nó, lúc đó là quên đi cái nội dung. Đó là cái nguy hại đầu tiên. Cái nguy hại thứ hai đó, khi mà mình ngân nga như vậy á, người ta cũng say đắm theo mình. Mình ca hát, dù đó là nhạc đạo thì cái người nghe họ cũng say đắm theo. Và họ cũng quên luôn cái nội dung lời nói, mà họ chỉ đi theo cái âm điệu thôi. Có cô Phật tử cổ tâm sự với sư mà sư hết hồn. Đó là khi mà cổ mến một vị thầy nào đó đó, vị thầy đó lên pháp tòa, cổ ngồi ở dưới, cổ chỉ nghe cái âm điệu của cái vị thầy đó nói, nghe cái giọng của vị thầy đó nói là cổ thỏa mãn rồi. Còn cái chuyện mà vị thầy đó nói cái gì tính sao? Thấy chết người chưa? Có những khi sư ngồi trên đây sư giảng, mà sư nhìn ở dưới, có những cặp mắt nhìn lên trên đây với cái cặp mắt đắm đuối, sư cũng ớn lạnh lắm quý vị. Tại mình không biết họ đang nhìn mình bằng cái tâm gì. Rồi cái nguy hại thứ ba đó là gì? Người đời họ sẽ phê bình. Trời ơi, mấy ông cũng ca hát như ai. Họ sẽ phê bình. Sư nói là có thể nó đụng chạm. Nhưng mà một số, sư đã nghe rất nhiều cư sĩ họ phê bình, trời mấy thầy hát hay quá. Nhưng mà cái kiểu hát hay đó thì thôi, tôi đi ra phòng trà, tôi đi ra ngoài quán, tôi nghe ca sĩ họ hát hay hơn chứ. Mắc gì tôi ngồi đây tôi nghe mấy thầy hát. Mình hát thì không bằng ca sĩ. Mình tấu hài không bằng nghệ sĩ. Thì mắc cái giống gì mình leo lên trên đây mình ca hát, mình tấu hài. Cái này kinh nói không phải sư nói. Mô Phật. Ai buồn thì thông cảm giùm. Tại vì nói pháp thì có đôi khi mình phải nói sự thật, mà sự thật có đôi khi nó sẽ đụng chạm một số người. Đấy. Rồi khi cái hại tiếp theo đó là gì? Khi mà mình được người ta thích, mình ca, mình hát, mình ngâm nga, mình kệ, mình được người ta thích, mình sẽ rèn luyện. Mình sẽ luyện làm sao cho cái giọng mình trở nên nó điêu luyện, làm sao cho cái âm thanh của mình nó trở nên nó dễ nghe. Thành ra cái chuyện tu mình nó bị gián đoạn. Ai có thực hành thiền thì vị đó sẽ biết cái chuyện này. Đó là khi chúng ta ngâm nga thì cái định nó biến mất. Cho nên cẩn thận. Và cái hại cuối cùng đó là gì? Thế hệ sau bắt chước.
Một cái điều đáng buồn là các cái vị mà pháp sư hoặc thiền sư ở miến á, mà họ về đây họ giảng cho mình nghe đó, đa phần Phật tử mình ngủ chết luôn. Còn cái kiểu mà nói pháp của mình á, mà qua bên miến mà nói đó, người miến họ không có nghe. Lý do, cái cách nói chuyện, cái cách giảng đạo của miến á, đó là khi anh nói một câu gì đó anh phải dẫn kinh. Tức là vị pháp sư đầu tiên vị ấy phải trích dẫn đoạn kinh ra trước, sau đó vị ấy trích dẫn chú giải, rồi vị ấy mới bắt đầu giải thích cho cái đoạn kinh đó. Đó là cái cách mà sư đang hướng dẫn quý vị. Nhưng mà sư cũng thêm mắm dặm muối để cho quý vị dễ nghe hơn. Còn cái kiểu của mình á, xin thưa Phật tử, bây giờ nói pháp mà không kể chuyện cười họ không chịu nghe. Nói pháp không kể chuyện ma họ không có khoái. Nói pháp mà thậm chí không có ngân nga, không ca hát, họ nói trời ơi chi pháp chi khô khan dữ. Quý vị không tin, quý vị mở coi trên mạng, sư gì đó ABC giảng pháp cười té ghế, thầy gì đó ABC XYZ gì đó nói chuyện cười bể bụng, họ mới chịu nghe. Còn cái kiểu giảng pháp bình thường họ không có nghe. Và từ đâu nó ra chuyện đó? Là do người sau bắt chước người trước. Người đi trước làm theo phương pháp đó, Phật tử họ theo, Phật tử họ khoái, Phật tử họ hộ độ. Rồi người sau thấy người trước được, mình cũng học theo cách đó, mình cũng làm y chang như vậy. Phòng hộ lỗ tai thưa quý vị. Khi quý vị mà chịu nghe chuyện cười, chịu nghe chuyện ma, chuyện nghe cái sự ca hát trên pháp tòa, thì tới hồi quý vị nghe những cái vị mà giảng đúng theo chánh pháp, quý vị nghe sẽ chịu không nổi, nó khô ghê lắm. Cẩn thận. Mà nếu như chúng ta cứ cái đà này, chánh pháp đi về đâu? Thử quý vị mở một vài cái đoạn, những cái bài giảng ở trên mạng xem. Ngồi quý vị lấy giấy ra quý vị ghi chép á, sư hỏi quý vị gạch được bao nhiêu cái gạch đầu dòng? Hình như không bao nhiêu cái gạch đầu dòng hết trơn á. Hết rồi. Đa phần còn lại là ngồi kể chuyện cười cho nhau nghe. Cho nên cẩn thận đối với lỗ tai. Lỗ tai chúng ta đó, nó tiếp nhận âm thanh một cách thụ động, cho nên chúng ta phải phòng hộ nó rất là nhiều. Xin lặp lại ha. Đầu tiên đó, phải biết nghĩ đến cái sự nguy hại của nó. Nãy giờ sư nói rồi, không có đem lửa từ ngoài dẫn về thiêu chính mình, dẫn về thiêu gia đình của mình. Nghe cái gì, thấy cái gì ở ngoài, để nó ngoài tai. Nghĩ đến sự nguy hại của nó. Thứ hai là phòng hộ bằng những cái giới luật, những cái điều răn, những cái điều dạy của Đức Phật đã dạy mình như thế nào, mình phòng hộ nó như thế đó. Cái thứ ba, phòng hộ bằng sự chánh niệm tỉnh giác. Khi có, sư nói nhất là phụ nữ, khi có ai đó khen mình cái gì, phòng hộ ngay lập tức cái lỗ tai. Người ta khen mình có đúng sự thật gì không ta? Mà nếu như dù có đúng sự thật đi nữa, mình nghe cái khen đó để làm chi ta? Cẩn thận. Bởi vì khi mình còn thích người ta khen thì đến hồi người ta chê mình sẽ chịu không nổi. Hơn nữa đó, khi người ta khen mình cái gì, cẩn thận, nói không chừng người ta dẫn mình vào chồng hồi nào mình không hay. Và tiếp theo đó, sống phòng hộ với sự phòng hộ mũi. Tức là sao? Dù cho tăng hay tục thì có đôi khi cái lỗ mũi chúng ta hay quên lắm. Thường ấy, có một lần sư quá cảnh ở Thái Lan. Ở trên cái phi trường Thái Lan ấy, đi ngang qua những cái dãy mà họ bán nước hoa đó, nó chết quớt à. Tại ông sư ông đâu có ngửi mùi nước hoa làm chi, nó chết quớt. Đi ngang qua cái dãy mà bán quần áo mỹ phẩm, nó chết quớt. Đi ngang qua cái dãy họ bán bia, bán thuốc lá, nó chết quớt.
Nhưng mà đi ngang qua chỗ bán nhang, nó níu chân mình lại. Mình không ngờ cái chuyện đó. Tại vì ông thầy tu thì nó gần gần mùi nhang. Hơn nữa đi vô mình với cái suy nghĩ, với cái suy nghĩ gọi là Ayo Niso Manasika đó, tức là mình tự mình biện hộ cho mình đi vào để coi coi có cái nhang sạch hay không. Đấy, đi vào để coi coi là cái nhang nó có tốt hay không. Có mua đâu. Nhưng mà đi vào, cứ đi vào coi cái đã. Đấy, có những cái nó chết mà mình không biết. Còn người thế gian thì cái mùi hương nó đủ thứ mùi hết, đủ thứ mùi hết. Đấy. Từ cái những cái chai nước hoa cho đến những cái vật phẩm mà nó mang mùi hương, cho đến cái chuyện là ăn uống, cái mùi đồ ăn ấy, nó cũng ảnh hưởng nhiều, nó cũng đốt chúng ta nhiều lắm. Nhất mới nhớ cái hồi xưa mới tu, cái mùi đồ ăn nó cũng chết. Mới tu thì mới tập không có ăn chiều, mà chiều đang học kinh, nhà hàng xóm họ phi hành mỡ cái gì đó không biết, cái mùi thơm nó bay qua, nó quyện vô cái lỗ mũi, đói bụng muốn chết. Thì đi ra trước cổng, đi ra trước cổng, cái lỗ mũi mình thất thủ rồi, đi ra trước cổng. Đi ra trước cổng có cái xe nó bán bánh giò. Lúc đó con mắt nó thất thủ, chịu không nổi, đi vô trong cốc nghe giảng pháp. Mình nghĩ là vô cốc nghe giảng pháp là xong rồi. Nghe giảng pháp, cái vị sư đang giảng pháp giảng về cái bánh xèo. Đó, cho nên ấy, cái chuyện ăn uống đôi khi là nó cũng kẹt lắm. Mà sư đang nói ở đây là cái gì? Cái mùi hương đó quý vị, cái mùi hương đó, chính nó thiêu đốt mình không biết. Thử những vị mà nhịn không ăn chiều mà đi ngang qua cái chỗ mà nấu nướng đó, quý vị sẽ thấy nó đốt mình cỡ nào. Đấy. Mà có những cái chúng ta không biết. Trong kinh Ganh Thách Thê Na Sút Tá, tức là cái kinh kẻ trộm hương của Tương Ưng, trong Tương Ưng bộ kinh, có một vị tỳ kheo đi ngang qua một cái ao sen. Cái hương sen á, nó tấp vào mũi vị đó và vị ấy hửi. Cái vị thọ thần xuất hiện và nói là: tại sao ông ăn trộm? Vị tỳ kheo mới nói là: tôi ăn trộm cái gì? Ông ăn trộm cái mùi hương đó, ai cho ông đâu ông hửi? Vị này trả lời là: ủa sao cái hương này đó không có ai cho hết. Đúng, nhưng mà nó cũng đâu thuộc sở hữu của ai đâu, thì tại sao lại nói là tôi ăn trộm? Thì vị này mới giải thích: cái người ta không cho đó mà mình đi mình hửi thì nó là ăn trộm rồi. Nhưng mà đó, tại sao mà tôi hiện ra tôi nhắc Ngài, là bởi vì tôi thấy Ngài là người có tu, Ngài là người có giới, cho nên tôi hiện ra để tôi nhắc. Chứ còn cái người phàm á, tôi không có nhắc làm chi. Tức là ngay cả đối với hàng tu sĩ, mình đi ngang qua những cái bông hoa, xin thưa những bông hoa cúng Phật đi, mà hoa nó thơm, mình hửi nó, coi chừng là mình đang ăn trộm. Ai cho mình hửi đâu, ta cúng Phật mà, ta phải cúng mình. Đấy. Nhang cũng vậy, có những cái mùi trầm, những cái mùi hương họ đốt lên, họ đốt lên họ cúng Phật chứ đâu có cúng mình đâu. Mình đi ngang qua mình cũng hửi. Đó là cái lỗ mũi không được phòng hộ. Cẩn thận. Mà trong kinh này đó, thì vị trời đó nói là: tại vì tôi thấy Ngài có tu cho nên tôi mới nhắc, chứ còn cái người không tu thì tôi không có nhắc đâu. Đấy. Ngay cả quý vị cũng vậy, có những cái mùi hương người ta không có cho thì mình đừng có ngửi. Tức là sao? Sư quay lại Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Sắc chương 1 pháp.
không có mùi hương nào hấp dẫn người đàn ông hơn là mùi hương người đàn bà. Không có mùi hương nào hấp dẫn người đàn bà như là mùi hương người đàn ông. Có những khi đó, quý vị vợ chồng quen hơi, quý vị biết cái mùi mình xin thưa, cái mùi người ta ngửi không nổi đó, mà mình gần riết mình thiếu cái mùi đó mình chịu không nổi. Đấy. Và cái mùi hương phụ nữ đó, sư đàn ông thì nói, có những khi đó, cái chai nước hoa đó, cái chai nước hoa nó chất work à. Nhưng mà cái mùi hương từ cơ thể người phụ nữ nó là cái thứ sát thủ. Mà nếu như mình không có sự phòng hộ, mình chết hồi nào mình không hay. Có những vị đi ra đường, cặp mắt không sao hết, vị ấy phòng hộ đối với mắt, vị ấy phòng hộ đối với tai, vị ấy ở trong thất nha, ở trong thất. Gặp người nữ mà tới là chỉ có nói chuyện thông qua cánh cửa thôi quý vị. Chỉ nói chuyện thông qua cánh cửa thôi, chứ không có gặp mặt nữa. Nhưng mà có lần vị này gặp một cô, cái mùi hương từ cơ thể của cổ đó, cổ không có xài nước hoa, mà cái mùi hương từ cơ thể của cổ, cổ đi qua khe cửa, cổ đi vào trong lỗ mũi vị này đứng hình. Cho nên khi mà chúng ta không có sự phòng hộ, nó chết mà chúng ta không hay. Cẩn thận. Rồi thế nào là sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi? Như sư nói rồi, cái ăn uống có đôi khi nó cũng là lớn chuyện chứ không chơi, nhất là đối với tu sĩ. Quý vị chưa xuất gia, quý vị không tu, quý vị không thể tưởng tượng nổi cái chuyện ăn uống đối với hàng tu sĩ nó lớn chuyện tới cỡ nào. Có những vị đó hoàn tục chỉ bởi vì chuyện ăn thôi. Đấy. Có những khi đó mà đói, nhiều vị đó cắn răng siết bụng lại, lấy cái dây siết bụng cho nó ép sát cái bụng lại, uống nước, nằm co ro đó qua ngày để nó vượt qua cái cơn đói. Cái lưỡi của chúng ta nó kinh khủng lắm. Thành ra đó, ở trong Thanh Tịnh Đạo có tổng kết một vài cái cách ăn, một vài cách ăn đối trị với tham dục như thế này. Đầu tiên không phải là mình ăn cái gì, mà là cái cách mà mình ăn như thế nào, đó mới giải quyết vấn đề của chúng ta. Đối với người tham dục á, để đối trị với tham dục thì tất cả những cái đồ ăn họ nên trộn lẫn lại với nhau. Tức là gì? Đồ mặn, đồ ngọt, đồ cứng, đồ mềm, đồ chua, thậm chí là chè, cháo, trái cây, canh, tất cả những thứ đó trộn lẫn lại với nhau và dầm cho nó nhuyễn ra. Để chi vậy? Để không còn cái hình tướng nữa. Thành ra đó, quý vị mà ăn như tôi nói là ăn một số món mà mình làm cho nó đẹp là sai lầm. Cái cách mà chúng ta chế biến hình ảnh cho nó đẹp là chúng ta chết ở chỗ đó, chúng ta không biết. Trộn nó lại, băm cho nó nhuyễn, nó nát ra, quậy nó lên. Thành ra là chư tăng á, ăn trong cái bát là vậy. Tại nó có không gian để trộn. Và khi nó thành một cái đống hổ lốn á, không ra mặn, không ra ngọt, mà xin thưa có khi là nhìn vào mình chịu không nổi, mình muốn mửa đó. Ăn nó đơn thuần chỉ ăn lấy no chứ không có mùi vị gì hết. Đấy. Thì đó là cách ăn uống mà đối trị với tham dục. Hơn nữa đó, trị như thế nào? Có một số vị đi khất thực thì trong luật nói không có nên vùi cái đồ ngon mình che xuống dưới. Để chi? Để cho người ta đi ngang thấy cái này có cơm thôi, không có đồ ăn. Rồi họ để đồ ăn, để đồ ngon lên trên, cũng không có nên. Rồi cái cách ăn á, cách ăn như thế nào? Thứ nhất
là Đức Phật á, quý vị nhớ Đức Phật là Ngài xuất thân từ hoàng tộc, cho nên cái cách ăn của Ngài á, nó rất là sang. Và Ngài dạy chư tăng như thế này: khi ăn á, không có nên ăn mảnh, tức là ăn nhín, ăn múc từng muỗng chút chút, một chút mình bỏ vô miệng, ăn từng chút như vậy là không có được. Cái thứ hai là không có ăn ngốn, tức là múc cho nhiều, bỏ vô trong miệng rồi ăn cho nó ngốn, nó phồng miệng ra thì cũng không được. Ăn vừa, ăn một miếng vừa. Rồi khi ăn á, khi ăn đồ ăn đưa lên đến miệng rồi mới há miệng ra ăn, chứ không phải là đồ ăn chưa đưa đến mình đã há, thì há trước rồi nó không có đẹp. Đấy. Rồi khi ăn á, thì không có nói, mà nói thì không có ăn nữa. Cho nên là tránh cái chuyện mà vừa ăn vừa nói, rồi đồ ăn thức uống nó còn ở trong miệng. Đấy. Rồi một điểm nữa đó là gì? Khi ăn thì không có liếm môi. Thí dụ như mà có cái này có cái kia nó dính ở trên miệng mình á, lấy cái đồ chùi, không có lè lưỡi ra mà liếm. Cho nên cái cách ăn mà của Đức Phật á, ăn rất là thanh lịch. Rồi ăn á, không có để những cái tiếng mà không phát ra tiếng, tức là húp á, thí dụ như húp nước thì không có để nghe cái tiếng nó sột soạt, không có được. Rồi khi ăn á, không có để một cái tiếng mà chép miệng, cũng không được. Đấy. Và cái điều nữa đó là gì? Khi chúng ta ăn mà còn cỡ 3 hoặc 4 miếng nữa mà no thì nên ngừng lại. Đó là cách phòng hộ đối với lưỡi. Nghĩa là sao? Ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta ăn gần no rồi, nhắm mà còn cỡ 4 hoặc 5 miếng nữa đó mà no đó, ngưng lại không ăn nữa. Sẵn đây nhắc một cái vấn đề, đó là cái chuyện mà đồ ăn thừa. Có nhiều vị đó, vị ấy quan điểm là đồ ăn thừa đổ tội, cho nên ráng ăn cho hết. Nhưng mà trong tạng luật đó quý vị, Đức Phật cho đổ bỏ thức ăn thừa, nhưng mà đổ bỏ với cái suy nghĩ như thế này. Đầu tiên á, là mình đổ ở nơi mà nó không ảnh hưởng đến cái nguồn nước, không ảnh hưởng đến cái đất. Ví dụ như đất sạch cái độ chỗ đường đi thì không có nên đổ, mà đổ nơi cái chỗ khuất. Để chi? Người ta không có chê trách là tôi cúng cho mấy ông, cúng cho mấy thầy, cúng cho mấy cô mà đem đi đổ bỏ lãng phí như vậy. Nên đổ ở nơi mà kín khuất. Đấy. Và cái thứ hai là khi bỏ đó, bỏ với cái suy nghĩ là sẽ có những chúng sanh nhờ như vậy được no bụng. Tức là gì? Những con kiến, những con gián, những con chó, những con mèo, những con này, những con kia, nó nhờ như vậy nó được no. Vị tỳ kheo không có được đổ đồ ăn mà lấy đất lấp lại, hoặc đổ đồ ăn rồi đem đốt. Thì cái kiểu mà mình đổ như vậy á, không có con gì nó ăn được hết, thì không có nên. Tức là mình đổ bỏ, thứ nhất đổ ở cái chỗ nó khuất để người ta không có chê. Cái thứ hai là mình đổ như thế nào đó để còn có con này con kia nó ăn được. Đấy. Quý vị nghĩ coi, cái bát á, ở đây sẽ không có đem bát theo, cái bát của chư tăng á, một cái bát nếu mà đầy á, cỡ như sư là cỡ 4 người ăn nó có khi không hết. Thành ra là cái chuyện mà đồ ăn thừa là chuyện đương nhiên. Đấy. Cho nên khi có đồ ăn thừa, mình không cần phải ăn cho cố, không ăn quá no vì thèm hay đói. Quý vị nên ghi câu này vào, đó là cái cách mà phòng hộ đối với lưỡi ha. Không ăn quá no vì thèm hay đói, tức là lỡ nhịn
mấy ngày đó, hoặc là lỡ nhịn một vài buổi, mình ráng mình ăn cho nó no, cho nó đã nư thì không có nên. Trong kinh có rất nhiều chuyện mà một vị đó nhịn đói lâu ngày đó, đến hồi được ăn, ăn thả ra và chết do bội thực. Trong kinh mô tả rất là nhiều. Cho nên Đức Phật dạy là ăn mà còn 4 hoặc 5 miếng nữa mà no thì nên ngừng. Đồ ăn thừa, một là đem cho người khác, hai là đổ bỏ. Mà đổ bỏ cũng phải đổ bỏ một cách thông minh. Đấy. Rồi cho đến cái thức uống cũng vậy. Có lần sư thắc mắc một vài cái thức uống á, không biết là khi mà mình không ăn chiều như vậy thì một số cái thức uống này có được uống hay không. Thì sư hỏi một vị hòa thượng, thì vị hòa thượng này mới nói như thế này: sư nên hiểu cái lý do mà Đức Phật chế định cái giới này, cái lý do ha, và cái tinh thần sư uống nước với cái tinh thần như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Từ đó sư mới, vì đó không giải thích ngay là cái đồ uống đó có nên uống hay không, mà từ đó sư mới vỡ lẽ ra. Cái thức uống á, nó chỉ có cái mục đích thứ nhất là nó giải cái cơn khát, giải cái cơn khát. Cái thứ hai là chúng ta phải biết suy nghĩ nó giống như là một cái vị thuốc để nó chữa bệnh của chúng ta, chứ không phải uống mà để hưởng thụ. Khi chúng ta uống mà để hưởng thụ á, thì dù cho đó là bất kỳ thứ nước gì nó cũng là sai rồi. Thành ra chúng ta phải có sự phòng hộ đối với cái lưỡi của chúng ta. Sẵn thì sư nhắc luôn, cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh chương một pháp hồi nãy, Đức Phật nói không có cái vị gì nó hấp dẫn người đàn ông hơn cái vị của người đàn bà, và không có cái vị gì nó hấp dẫn người đàn bà hơn cái vị của người đàn ông. Mà khoa học họ nghiên cứu nói là trong miệng của chúng ta đó có hơn 6 triệu con vi khuẩn. Mà có khi cái ái nó lên, ái nó tăng trưởng, mình không biết dơ bẩn là gì hết. Có khi sư xin thưa là cái người mà mình thương, họ cắn một cái miếng bánh, họ đưa mình vẫn ăn bình thường, đâu có thấy dơ đâu. Mà thử cái người lạ, họ cắn cái miếng bánh họ đưa cho mình, có mình dám ăn không? Đấy. Cho nên phải cẩn thận. Có những cái vị mà chúng ta không có lường trước được, nhất là khi cái ái nó tăng trưởng. Tới hồi đó, cái ái nó phát triển á, cái gì nó càng dơ, nó càng hôi thì mình lại càng mê. Cẩn thận. Khi chúng ta không có sự phòng hộ đối với lưỡi, chúng ta đang mở những cái cánh cửa đi xuống các cảnh giới thấp kém hơn. Rồi thế nào là sự sống phòng hộ với sự phòng hộ thân? Cái xúc chạm ở đây đó, nó có hai cái ý chính. Thứ nhất là xúc chạm đối với người khác giới, phải cẩn thận vô cùng. Trong kinh tạng, trong trường bộ cũng có, mà trong tạng luật cũng có. Đức Phật nói là thà đó, thà các ông ấy này, các tỳ kheo, thà các ông ấy nhảy vào trong ôm một cái cột sắt nóng, hoặc là đắp một cái áo mà bằng sắt nung đỏ, nó vẫn lành hơn là các ông nằm trong cái vòng tay âu yếm của nữ nhân. Bởi vì sao? Bởi vì đó, sự xúc chạm đối với những cái vật mà nung đỏ như thế đó, các ông sẽ bị khổ gần chết hoặc là chết. Nhưng các ông sẽ không vì cái khổ đó mà các ông đi địa ngục. Nhưng mà khi các ông ấy mà nằm trong vòng tay xúc chạm của nữ nhân ấy, thì chính cái đó nó sẽ dẫn các ông đi địa ngục. Cái này nhiều người chết lắm. Khi sư đi khất thực đó quý vị, khi sư ôm bác,
có những người đó, sự né cái tay sư rồi, nhưng mà có nhiều vị đặt bát vào rồi họ có cái thói quen, không biết là họ học ở đâu, họ vỗ vai ông sư đấy. Mà nếu như đó là những cái bà già đó thì không sao hết, không sao. Ở đây tức là sư không có vấn đề gì với họ, tại đó là những cái bà cụ lớn tuổi rồi, thì lúc đó mình phòng hộ mình thôi. Sư không nói nó đúng nha, không nói nó đúng nha, nhưng mà khi đó mình dễ phòng hộ hơn. Còn gặp các cô á, xin thưa là có những khi á mà các cô đặt vào trong bát á, cái tay của cổ mà cổ lỡ cổ chạm vào mình không thôi đó, như là điện giật, nó kinh khủng lắm. Mà giới luật á, sư nhắc thì để các thầy các cô trong cái trường hợp đó thì có cái cách. Trong những trường hợp mà cái người cư sĩ khi cúng dường mình vì cái lòng tin họ chạm vào mình á, vì đó làm chỉ làm được hai chuyện thôi. Một là vùng chạy ra, giả sử nhưng mà họ mê mình quá, họ nhào, họ ôm mình thì vùng chạy ra, không sao hết. Cái thứ hai là đứng yên một chỗ. Nhưng mà đứng yên một chỗ ở đây là trong trường hợp như họ đảnh lễ mình mà họ chạm vào người mình, họ chạm vào chân của mình, hoặc là họ chạm vào tay của mình, hoặc là như sư nói họ vỗ vai của mình. Trong trường hợp đó mình đứng yên, mình giữ gìn chánh niệm. Chứ không phải mà họ nhào tới họ ôm mình, họ hung mình là mình cũng đứng yên, là cái đó là nó khác à. Phải biết tùy trường hợp mà mình ứng xử. Thành ra đó, vị tỳ kheo mà khi mà cái tâm của vị đó mà dục nhiễm á, mà động vào phụ nữ, dù là trực tiếp hay gián tiếp, thì đó đều là lỗi lớn, cái lỗi rất là nghiêm trọng. Đấy. Cho nên là phải tránh. Tại sao Đức Phật đề ra những cái giới luật như vậy? Bởi vì Ngài biết cái sự xúc chạm đối với người nữ, đối với người khác giới nó kinh khủng ghê lắm. Có vị đó, có vị thầy đó, khi mà vị ấy đi chợ, hình như là chợ Bến Thành, vị ấy đi mua đồ, khi mà đang ngắm đồ như vậy thì đương nhiên khi vị thầy đó kể lại, tức là khi đó vị ấy không phòng hộ đối với sáu căn, không phòng hộ đối với mắt, đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân, đối với ý, vị ấy không phòng hộ gì hết. Và trong vô tình vị ấy xoay người thì cái cùi chỏ của vị ấy đó đụng vào cái ngực của người nữ. Đó chỉ là vô tình thôi, nhưng mà vị ấy kể cái cảm giác đó 3 tháng sau vẫn chưa có biến mất. Bởi vì đó, không giống như hàng cư sĩ. Cư sĩ quý vị đó muốn hưởng thụ thì nó hưởng thụ bình thường. Đối với tu sĩ đó, cái chuyện mà dục lạc nó, nhất là dục lạc đối với nam nữ, đó là cái chuyện mà nghiêm cấm. Thành ra đó, đối với nhiều vị cái chuyện đó nó nghiêm trọng lắm. Và bị giống như là bị cách ly vậy đó, cách ly lâu ngày á. Mà người ta nói là đàn ông á đi lính 3 năm thì ngó đâu cũng thấy Thúy Kiều hết trơn. Đấy. Mà có người nói còn ác hơn nữa, là đi lính lâu ngày thấy con heo nái nó cũng đẹp. Đấy. Cho nên là trong cái hàng tu sĩ, cái chuyện đó là ngăn cấm. Dù cho chỉ một cái xúc chạm nhỏ thôi, nó cũng sẽ theo đuổi cái tâm của vị ấy. Đấy. Có lần ấy, một cái vị thầy bị cảm mà cần cạo gió. Xin nói cái điểm này nhiều người chết lắm, nhiều vị chết ở chỗ này. Có cô Phật tử đó, cô nói là thầy thôi bây giờ thầy để con cạo gió cho. Thì cái vị thầy này đấy nói là không được cô, sao được. Nói, cô cũng nói không sao đâu, trời ơi mấy thầy khác con cạo hoài à. Nó chết ở chỗ này, vị này nói là cô cạo là chuyện của cô, nhưng mà khi cô cạo cái đầu tôi nó chạy chỗ khác. Mà đã vậy đó, khi cạo gió là cạo ở cái chỗ khuất gió mới cạo gió được. Mà thường mấy chỗ khuất gió là mấy cái chỗ kín.
Mà khi cạo gió như vậy đó, mà kính mà chỉ có nam và nữ không thôi dễ chết lắm. Sư chưa nói tới giới luật gì ở đây hết trơn nha. Chỉ riêng cái chuyện đó là rất nhiều vị chết ở cái chỗ này. Thành ra lỡ sau này mà có trúng gió, bạn đồng tu cạo không được thì làm ơn thà chịu chết chứ đừng có mở cửa cho mấy bả vô cạo giùm. Đấy, cẩn thận. Cái thứ hai đó là sự xúc chạm trong những cái sự thoải mái. Tức là gì? Thứ nhất là tắm rửa. Tại sao trong giới luật á, các hàng tỳ kheo phải hạn chế tắm rửa? Quý vị không có tu thiền thì quý vị không có nhận rõ cái điều này. Đó là khi chúng ta tắm rửa đó, cơ thể chúng ta nó láng, nó sạch, nó thoải mái, nó dễ chịu, các dục nó sẽ tăng trưởng. Khi chúng ta mặc vào những cái y phục nó dễ chịu, các dục nó sẽ tăng trưởng. Đấy. Cho nên trong luật ấy, một vị tỳ kheo phải hạn chế chuyện tắm rửa. Đương nhiên là chừng nào hôi quá thì vẫn phải biết thay đồ, vẫn phải biết đi tắm ha. Chứ không phải là nói như vậy rồi quý vị làm cho hôi như cú thì đừng nói đổ thừa tại ông sư Hạnh Tuệ. Đấy. Rồi cho đến những cái chuyện thoải mái khi mà ngủ nghỉ. Khi mà chúng ta buông lung như vậy đó thì nó cũng là nhân cho sa đọa. Trong kinh đó, có một đoạn là khi mà Bồ Tát nguyện, rồi ngài nguyện là nếu như mà ngài có thể chứng đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì khi ngài quăng cái bát này đó thì cái bát này hãy trôi ngược dòng sông. Quý vị biết cái này ha. Thì khi cái bát nó trôi ngược dòng sông một đoạn á, nó chìm xuống đáy sông, nó chạm vào cái bát của những vị Phật quá khứ. Khi đó có một con rồng nó ở đó, nó dưới đáy sông á, nó tỉnh lại và nó nói là: chà, hôm qua mới có ông thành Phật, hôm nay có ông thành Phật nữa. Và nó ngủ tiếp. Cái con rồng nó ngủ ở dưới đó rất là lâu rồi, nó ngủ suốt mấy thời kỳ của các vị Phật quá khứ. Cái nguyên nhân mà con rồng nó hay ngủ như vậy đó là vào một thời Đức Phật quá khứ, con rồng này là một vị sa di. Ai đã từng trải qua cái chuyện đi tu rồi thì biết nó buồn ngủ kinh khủng lắm quý vị. Có những khi mà mình buồn ngủ chịu không nổi luôn á, 5 phút thôi mà mình đặt lưng xuống là nó cũng quý bằng trời. Thì có khi đó vị này, vị sa di này rất là buồn ngủ, mà ông thầy ổng bắt đi quét dọn á, thì vừa quét mà vừa buồn ngủ, vị sa di này mới nguyện một cái lời như thế này: cái phước nào con đã làm á, thôi cho kiếp sau con ngủ cho nó thoải mái, ngủ cho nó đã đi. Thì cái phước mà ổng làm, nó thay vì làm cho cái chuyện gì thì ổng đẩy vô cái kiếp là con rồng. Và con rồng này nó ngủ suốt, ngủ từ thời Đức Phật quá khứ cho đến thời Đức Phật hiện tại, ngủ chưa đã. Thành ra cẩn thận ha. Mình ham ngủ nghỉ quá thì mình sẽ sanh làm những loài sa đọa mà ưa thích ngủ, ví dụ như loài rắn và loài rồng. Cho nên phải biết phòng hộ bằng việc suy nghĩ đến cái tác hại của nó. Mình mê ngủ như thế này đó là mình đang gieo cái nhân sa đọa vào cái loài súc sanh. Và khi mình mê ngủ như thế này đó thì mình sẽ chiếm hết cái thời gian mà lẽ ra dành cho việc tu tập cái con đường giác ngộ giải thoát. Đấy. Và chúng ta phải kiểm soát lại, bớt cái chuyện ngủ nghỉ. Đó là lý do có nhiều vị tỳ kheo thực hành cái hạnh đầu đà, đó là ngăn oai nghi nằm. Tức là vị ấy cả đời, có khi không một đời nhưng mà trong nhiều năm trời, vị ấy chỉ ngồi chứ không nằm. Ngăn cái sự ngủ nghỉ đi, bớt chuyện ngủ nghỉ đi. Đấy. Và chúng ta phải biết giữ gìn chánh niệm mà Đức Phật nói đó. Một vị tỳ kheo á, khi nằm, vị ấy phải nằm nghiêng về bên phải và nằm với cái suy nghĩ là ta sẽ thức dậy ngay lập tức. Tức là Đức Phật không có cấm nằm nha, Ngài không có cấm nằm,
có những khi ngồi lâu quá thì nó vẫn đau lưng. Đức Phật cho phép nằm, nhưng mà nằm khi nào mà không thể không nằm thôi. Đấy, tức là chịu hết nổi rồi. Và khi nằm như vậy đó, với cái suy nghĩ là mình sẽ bật dậy bất kỳ lúc nào, ngăn ngừa tối đa cái chuyện ngủ nghỉ. Đó là sự phòng hộ đối với thân, và phòng hộ bằng cái chánh niệm. Đối với những vị có tu tập chánh niệm á, thì các vị đó có thể làm một chuyện như thế này, đó là gì? Trước khi nằm ngủ, vẽ suy tư, tôi sẽ thức dậy sau khoảng 3 hoặc 4 tiếng nữa, hoặc tôi sẽ thức dậy sau khoảng 1 hay 2 tiếng nữa, thì sau khoảng thời gian đó vị ấy có thể tỉnh. Không tin quý vị làm thử. Nếu mà quý vị có cái sự thực hành ấy, quý vị sẽ làm được chuyện này. Nó không phải là cái sự chứng đắc gì hết, nhưng đó là cái đặc tính của cái niệm. Khi quý vị có chánh niệm, quý vị sẽ làm được chuyện đó, không cần phải xài đồng hồ báo thức luôn. Đấy. Rồi thế nào là sự phòng sống phòng hộ đối với sự phòng hộ ý? Ý ở đây tức là những cái mà chúng ta suy tư đó. Hồi nãy sư đã nói rồi, đừng để bị đầu độc bởi những cái suy tư không hợp lý. Ayoniso manasikara tức là gì? Giả sử như đàn ông nghĩ là đàn ông nhìn phụ nữ tí xíu có sao đâu, có chết chóc nào đâu, thì chính những cái suy nghĩ đó nó đầu độc mình. Và đó là cái ý của chúng ta không được phòng hộ, và chúng ta sẽ chết. Hoặc là có những người đó, họ không bỏ được thuốc lá, chỉ bởi vì họ suy nghĩ là hút thuốc thì đâu có sao đâu. Hoặc là hút thuốc thì nó chứng tỏ mình là cái người lớn, là cái người trưởng thành. Hoặc hút thuốc là nó ngầu, hoặc hút thuốc là nó ăn nó ngon miệng, hoặc hút thuốc nó xả dao. Thì khi chúng ta có những suy nghĩ không hợp lý như vậy, nó sẽ đầu độc cái tâm của chúng ta. Còn một người khi mà vị này bỏ, có một câu chuyện của một sư cô. Thì cái người bà của sư cô này đó, sư cô này có một người bà này nghiện ăn trầu. Thì bẵng một đoạn thời gian sau thì người bà bỏ ăn trầu. Và mới kể là như thế này. Đầu tiên á, là người bà phải suy nghĩ, thường xuyên suy nghĩ là cái trầu này không có tốt, và mình nhai như vậy thì nó tốn tiền và nó không có tốt cho sức khỏe. Người bà lặp đi lặp lại cái suy nghĩ này. Rồi cho đến khi cơn thèm quá mà chịu không nổi đó, để cái cơ trầu để trước mặt mình á, nó suy nghĩ bây giờ không lẽ bây giờ mình chịu thua mày hay sao? Tao vậy mà tao chịu thua mày hay sao? Rồi cố gắng bỏ, và cuối cùng cái người bà này bỏ được trầu. Các thứ còn lại cũng như vậy. Khi chúng ta nuôi dưỡng bởi những cái suy tư hợp lý đó, thì nó sẽ đưa chúng ta đến những cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Cái chuyện quý vị giữ giới cũng như vậy. Khi mà quý vị giữ giới mà với cái suy nghĩ đó, thôi thì xả dao mà, thôi để qua một bên đi. Hoặc là phải nuôi sống mà, phải làm ăn, phải đi làm, cho nên là thôi chắc không sao đâu, hoặc là giỏi lắm thì sám hối là được. Thì chính những suy tư không hợp lý đó, nó sẽ đầu độc chúng ta, nó khiến cho chúng ta không giữ được giới. Chúng ta sẽ có cách chúng ta biện minh cho cái việc chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nhưng mà khi chúng ta có những cái suy tư hợp lý đó, tức là mỗi khi chúng ta chuẩn bị chúng ta phạm giới, suy nghĩ phạm giới không có tốt, và cái chuyện phạm giới này nó sẽ đưa đến những cái cảnh giới đi địa ngục, và nó sẽ gây ra những cái hậu quả lâu dài. Và nếu như mình đem những cái đồng tiền do chuyện phạm giới này mình đem về mình nuôi mẹ, nuôi cha, nuôi vợ, nuôi con của mình, thì gia đình của mình sẽ cộng nghiệp đối với mình. Nhắc cho quý vị nhớ một chuyện. Nên suy nghĩ như thế này nè.
khi mà chúng ta sát sanh ấy, mà chúng ta nghĩ là chúng ta sát sanh để chúng ta nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con của chúng ta. Đời sau kiếp khác, cái chuyện chúng ta trả cái quả báo sát sanh nó đã đành rồi. Chúng ta sẽ bị, giả sử như chúng ta sẽ bị một cái tai nạn, chết một cách thảm khốc. Chuyện chúng ta chết, đó là chúng ta trả cái nghiệp của chúng ta, không oan ức, không nói gì hết. Nhưng chính bởi vì năm xưa chúng ta đã làm cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con, chúng ta cộng nghiệp với chúng ta đó, đời sau kiếp khác họ sẽ phải chịu cái nỗi đau mất con, nỗi đau mất chồng, nỗi đau mất cha, nỗi đau mất mẹ. Nhiều người, người thân chết họ điên. Do đâu? Do cộng nghiệp. Thành ra phải cẩn thận ha, phải cẩn thận. Mà khi chúng ta nuôi những cái suy tư như vậy, tức là chúng ta có những cái suy tư hợp lý, thì đó là chúng ta có sự phòng hộ đối với ý căn của chúng ta. Đấy, tức là gì? Khi anh suy nghĩ thì anh chỉ nên suy nghĩ thiện mà thôi. Đấy. Và trong tạng luật á, thì có những khi Đức Phật ra những cái giới luật nó rất là kín kẽ, tức là gì? Giả sử như một vị tỳ kheo dục nhiễm vị ấy khởi lên, thì vị tỳ kheo ấy không được suy tư về chỗ kín của người nữ. Quý vị thấy Đức Phật giới luật của Ngài rất là chi li và Ngài rất là hiểu. Giả sử như mà lỡ hôm nào đó nghĩ đến một cái cô Phật tử nào đó dễ thương quá, lỡ như vậy cái dục nó khởi lên, thì ít nhất mình cũng còn cái điểm mấu chốt cuối cùng, cái lằn ranh cuối cùng Đức Phật dạy. Cái dục nó khởi lên, cái điểm mấu chốt đó không được suy nghĩ tới. Tại khi anh suy nghĩ tới thì anh sẽ bước xa hơn nữa. Đấy. Thành ra đó, cái sự phòng hộ đối với sáu căn nó rất quan trọng. Nó đi ngược, nó đi theo cái vòng xoay của nó. Ở trong Tăng Chi đó, Đức Phật dạy một vị tỳ kheo á, không có nên suy tư về người nữ. Bởi vì nếu như suy tư về người nữ nhiều á, thì sẽ dẫn đến chuyện là vị ấy có nhu cầu giao tiếp, nhìn ngắm người nữ. Thì vị ấy nên dừng lại ở cái chỗ đó mà thôi. Mà nếu như vị ấy không thể dừng lại được á, vị ấy sẽ đi đến cái chuyện là nói chuyện với người nữ. Mà nếu như vị ấy không dừng lại ở cái chuyện mà nói chuyện với người nữ, vị ấy sẽ đi đến cái chuyện là gặp gỡ người nữ ở cái chỗ kín. Và nếu như vị ấy không chịu dừng lại ở chỗ đó, vị ấy sẽ đi đến cái chuyện là xúc chạm với người nữ. Mà nếu như ngay cả cái điểm mấu chốt này vị ấy vẫn không giữ được nữa, thì vị ấy đi đến cái chuyện phạm giới và không còn là tỳ kheo. Đấy. Cho nên phòng hộ đối với sáu căn nó giống như là từng cái bậc thang, từng cái cửa mà chúng ta phải giữ gìn. Cái cửa này nó lỡ thất thủ thì cái cửa sau mình vẫn phải ráng mình giữ. Chứ còn khi mà mình lỡ, mình để cả sáu căn mình thất thủ luôn á, là mình chết. Đó. Lỡ thương ai đó, giới hạn nó lại ha, giới hạn lại. Lỡ một căn cặp mắt thì ngưng ở cặp mắt thôi. Lỡ lỗ tai, ngưng ở lỗ tai thôi. Mà mình chơi, mình thương ai đó mà thương luôn cả sáu căn là lúc đó mình chết. Cẩn thận. Cho nên có nhiều cái lậu hoặc nó sẽ được đoạn trừ chỉ nhờ vào việc mình có sự thu thúc đối với sáu căn là đủ. Rồi thế nào tiếp theo đó? Thế nào là các lậu hoặc cần được đoạn trừ nhờ sử dụng? Có nhiều vị đó, khi mà hướng dẫn thì nói như thế này.
cái mà được đoạn trừ nhờ sử dụng ở đây chỉ đơn giản là đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, như vậy là xong. Nhưng mà trong chánh kinh lẫn chú giải thì nó không phải như vậy thưa quý vị. Phàm là con người đó thì ai cũng có nhu cầu hết. Có những cái nhu cầu tối giản cơ bản mà chúng ta không thể rút gọn lại nữa, tức là gì? Ăn uống mặc ngủ nghỉ, ăn mặc ngủ nghỉ. Đó là những nhu cầu tối giản mà chúng ta không cách chi mà mình đơn giản hơn được nữa. Bởi vì đó là nhu cầu. Chúng ta cần nuôi sống cơ thể này, cho nên chúng ta cần ăn uống, chúng ta cần che thân, chúng ta cần có một chỗ ở. Đấy. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là khi chúng ta sử dụng những cái vật phẩm đó, chúng ta phải sử dụng một cách hợp lý và không có lầm lỗi. Nhờ như vậy đó, những cái lậu hoặc nó sẽ không có sanh khởi. Còn khi đó mà anh dùng tứ vật dụng này đó, dùng đồ ăn, thức uống, dùng y áo, dùng chỗ ở, dùng thuốc men, mà với cái suy nghĩ là tôi dùng cái này là đương nhiên, dùng cái này là để hưởng thụ, thì đó là lỗi lớn. Đây. Cái sống không có lỗi an ổn tức là gì? Tức là đó, chúng ta sẽ không bởi vì những cái nhu cầu thiết yếu này mà chúng ta làm những chuyện trái với đạo. Ăn ai cũng cần ăn hết, nhưng mà không vì cái chuyện ăn đó mà mình làm chuyện lỗi với đạo. Tức là mình phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn đối với hàng tu sĩ đó, thì mình không phải vì những cái thứ này, những cái đồ ăn, y phục, chỗ ở, thuốc men này, mà mình phải đi nịnh bợ, phải đi ton hót cư sĩ. Mình không phải vì những cái tứ vật dụng này mà mình làm những chuyện bất xứng. Mình không phải vì những cái tứ vật dụng này mà mình làm những cái nghề tà mạng. Còn đối với hàng cư sĩ thì phải biết suy nghĩ, tôi sẽ không vì những cái đồ ăn, thức uống, y phục, chỗ ở, thuốc men mà tôi làm những chuyện hại mình, hại người, làm những chuyện ảnh hưởng, xung đột đến lợi ích của người khác. Phải biết suy nghĩ như vậy. Đó là cái chuyện sống không có lỗi lầm và sống được an ổn. Cho nên cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói là vì tỳ kheo nên quán tưởng, ta không có tầm cầu bốn món vật dụng này bằng một cái nội tâm thèm khát, mà bởi vì không có nó ta phải sống tà mạng. Cư sĩ cũng vậy, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Không vì cái chuyện kiếm sống mà mình làm những chuyện có lỗi, làm những chuyện lầm lỗi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi chúng ta thọ dụng bốn cái món vật dụng này, chúng ta phải thọ dụng bằng sự quán tưởng. Ở đây thì các thầy các cô khi mà có cúng qua đường á, Phật giáo phát triển cũng có những cái suy tưởng, sư thấy rất là hay. Đó là gì? Những cái thực phẩm này từ đâu mà có? Đấy, công của người khó nhọc biết bao, phước đức của mình đủ hay thiếu mà thọ những cái thực phẩm này. Đấy. Vì ấy phải quán tưởng như vậy. Còn Phật giáo Nam truyền á, thì cái đoạn kinh mà quý vị thấy như thế này nè, đoạn kinh mà sống phòng hộ bằng cái việc thọ dụng á, bốn cái câu này là bốn câu mà một vị tỳ kheo Nam truyền phải học thuộc, và vị ấy phải tụng ít nhất là một lần trong ngày trước khi đi ngủ để quán tưởng đó. Đấy. Cái đồ ăn mà mình có đó không phải để chơi cho vui, không phải để chơi cho vui. Đấy. Và không phải mình ăn để cho nó đẹp, và ăn để là gì?
ăn, chỉ để nuôi dưỡng cái tấm thân này. Để chi? Để cố gắng thực hành con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Còn khi mà anh sử dụng á, mà anh không có sự quán tưởng, thì sự thọ dụng đó là sự thọ dụng lầm lỗi. Cái chuyện mà chúng ta ăn chỉ là để hỗ trợ việc thực hành phạm hạnh mà thôi. Ở đây đó có câu là để diệt trừ các cảm thọ cũ, đó là gì? Để ngừa sự đói. Đói thì phải ăn. Cho nên chuyện ăn chỉ để cho chúng ta tránh đói mà thôi. Uống cũng vậy, chỉ để cho chúng ta tránh khát mà thôi. Và không cho khởi lên các cảm thọ mới là gì? Tức là cái chuyện ăn ở đây không phải là để chúng ta ăn để hưởng thụ, ăn để nó sinh khởi những cái dục nhiễm. Phải biết, vị tỳ kheo phải biết suy nghĩ. Vị ấy phải suy nghĩ rằng khi mà chúng ta hưởng thụ trong chuyện ăn uống thì nó là nhân đi đến sự sanh tử luân hồi. Nó là nhân đưa đến các cảnh giới sa đọa. Vị ấy phải quán tưởng như vậy. Do đó vị tỳ kheo luôn luôn phải ăn trong cái sự tỉnh táo, ăn trong sự có suy xét. Và cái trường hợp này hàng quý vị Phật tử đó cũng có thể áp dụng. Tức là khi chúng ta ăn, chúng ta phải tập trung hoàn toàn vào cái miếng ăn của chúng ta, chứ không phải chúng ta vừa ăn chúng ta vừa làm cái chuyện khác. Đấy. Mà nếu nói theo khoa học á, là mình vừa ăn mình vừa làm chuyện khác thì nó sẽ ảnh hưởng đến bao tử. Mà nói theo Đức Phật á, thì vừa ăn mà vừa làm chuyện khác thì nó khiến cho thực phẩm chúng ta ăn nó trở nên không thanh tịnh. Đấy. Và cái chuyện chúng ta không có lỗi lầm là chỉ khi nào đó chúng ta có sự tinh tấn dùng cái thực phẩm đó, đó nó nuôi dưỡng chúng ta, nó có năng lượng để chúng ta tinh tấn, chúng ta thực hành theo con đường bát chánh đạo, thì khi đó chúng ta sẽ không có lỗi lầm. Đấy, và sống được an ổn, cho đến chỗ ở, cho đến y phục, cho đến thuốc men cũng vậy. Vì ấy phải biết quán tưởng. Cái y phục á, dùng chỉ để che thân thôi. Không việc chi mà mình phải trang, phải đòi y phục cho đẹp, y phục cho sang, y phục cho nhiều, không cần thiết. Y phục chỉ vì mục đích che thân, và vì mục đích tránh những cái con thú vật, tránh những cái con như là ruồi, muỗi, tránh những cái chuyện mà gió, nắng, hoặc là để che những cái chỗ nhạy cảm của cơ thể mà thôi. Chỗ ở cũng vậy. Ngoài cái chuyện để tránh những cái con gây hại như là muỗi, mòng, tránh những cái con bọ sát, rồi để tránh cái chuyện nóng lạnh, thì nó là nơi để chúng ta hành thiền, nơi để chúng ta thực hành phạm hạnh. Chứ phòng ốc không phải là chỗ để chúng ta nằm nghỉ ngơi. Nó không phải là chỗ để chúng ta nằm hưởng thụ cái sự ngủ nghỉ. Không phải là để chúng ta kín khuất, để chúng ta che cái chỗ đó lại, và chúng ta làm những cái chuyện kín khuất trong tam nghiệp. Và thuốc uống cũng như vậy, để chữa bệnh mà thôi. Ngay cả như sư nói, ngay cả những cái nước uống á, chúng ta cũng phải quán tưởng nó như là thuốc để trị bệnh, chứ không phải là cái để mà mình hưởng thụ. Và khi một vị tỳ kheo mà có cái sự quán tưởng như vậy trong việc thọ dụng tứ vật dụng á, thì vị ấy sẽ không có những phiền não. Thì bài học tạm ngưng ở đây. Bữa sau chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ mời quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết,
nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Nam mô Tham Ma Nam mô Sankhaya.